bố ở đây á, có nghĩa là nhân rộng ra, làm rộng ra, làm phổ biến ra. Ví dụ như mình gọi là tuyên bố, tức là lời nói của mình nói rõ rộng ra cho mọi người cùng biết. Công bố tức là đưa một quan điểm, một cái gì đó cho công cộng, cho tất cả mọi người đều biết. Như vậy bố là làm rộng ra. Còn thí là giúp cho người một cái gì đó và cho đối tượng, cho cuộc sống xung quanh. Như hồi nãy quý Phật tử nói, giúp cho người nghèo gạo phải không, mì ha, đường, dầu, bột ngọt, bao thơ gì đó là bố thí phải không? Mà giờ cuộc sống của chúng ta toàn là người giàu không à, người ta không cần gạo, người ta không cần mì, cần dầu, thì chúng ta có thể bố thí cho những người đó được không? Và chúng ta phải bố thí cái gì? Bố thí gì? À, bố thí giáo pháp. Có thể những người giàu có về tài sản, về của cải, về vật chất, nhưng mà các giá trị đạo đức, tâm linh và giáo pháp rất nghèo, phải không? Cho nên mình đem giáo pháp để mình giúp cho những người đó. Rồi bố thí gì nữa? Vô ý thí. Vô ý có nghĩa là không sợ hãi. Vô ý thí là giúp cho người kia bớt đi sự sợ hãi. Thế thì bây giờ chúng ta có thể nói một cách cụ thể như thế này. Người đó thiếu cơm, ta cho cơm. Người đó thiếu gạo, ta cho gạo. Người đó thiếu áo quần, ta cho áo quần. Cái này nó gọi là vật thí. Vật thí là những của cải mà mình phải là tạo ra hợp pháp đó nha. Bằng trí tuệ nè, bằng năng lực nè, bằng công sức của mình nè, những tài sản hợp pháp chia sẻ cho người ta. Rồi á, thân thí. Thân thí là cho cách làm sao? Có phải ai tới xin tay cho tay mà xin chân cho chân? Chúng ta hiến máu nhân đạo. Đó là một hình thức của thân thí, một ý kiến rất là hay. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà máu là một tài sản lớn. Hiện nay tai nạn lao động, tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày như vậy, Việt Nam mất đi khoảng 30 người. Còn những người mà bị thương, bị tật á, là gấp đôi, gấp 3 lần. Những tai nạn xảy ra, máu thiếu rất là trầm trọng. Chúng ta hiến máu cho người, cái đó là thân thí. Và bây giờ mình khi mà học Phật, mình hiểu Phật rồi đó, mình thấy là tấm thân này nó vô thường. Hôm nay nó đẹp nhưng mà mai nó xấu. Hôm nay nó trẻ nhưng mà mai nó già. Và mình nghĩ rằng là đến một lúc nào đó, khi mà tấm thân mình nó chết đi rồi đó, thì mình chôn xuống đất thì nó cũng không còn giá trị gì. Trong khi con mắt của mình rất cần thiết cho những người đang bị mù lòa. Trái tim của chúng ta còn rất khỏe, giúp cho những người đang bị hở van tim. Lá gan của chúng ta còn tốt, rất bổ ích cho những người đang bị ung thư gan. Mình phát nguyện, tôi sẽ hiến con mắt, tôi sẽ hiến lá gan, tôi sẽ hiến cái buồng phổi, tôi sẽ hiến cái trái tim này khi mà tôi gần lìa đời. Thưa, đây là công hạnh Bồ Tát. Thậm chí tôi hiến toàn bộ cái thân xác này cho y khoa, nếu tôi nhắm mắt lìa đời. Để làm gì? Để các bác sĩ thực tập mổ xẻ, để rồi thực tập để sau này cứu những người còn đang sống. Và chúng ta phải có một cái nhận thức được rằng là ngay khi ta nhắm mắt lìa đời thì linh thức của chúng ta tùy theo nghiệp báo mà tái sinh. Còn thân này không liên quan gì hết. Đừng sợ đau, đừng sợ nhức, đừng sợ là không tái sinh. Và chính những cái công hạnh đó, có khi chúng ta về cõi trời, chúng ta bỏ thân này, hoặc là chúng ta đến cảnh giới tốt đẹp hơn. Đây là công hạnh của Bồ Tát, thưa đại chúng. Cho nên ngay khi thân mình
thay vì bỏ xuống đất để chôn, thay vì đẩy vô trong lò để đốt, thì mình xin hiến cho y khoa để giúp cho những người còn lại. Về mặt tinh thần, cuộc sống của con người luôn luôn bị ám ảnh bởi rất nhiều nỗi sợ hãi. Nhỏ sợ ma, sinh viên thi cử không được bị ám ảnh, rồi chồng vợ cãi vã nhau, sợ hãi, khổ sở, tự tử, rất nhiều nỗi khổ, rồi bị nợ, bị nần, chồng chất không giải quyết được. Chúng ta đem cái uy lực để chúng ta an ủi, chúng ta chia sẻ, chúng ta vỗ về, chúng ta giúp cho người đó bớt lo sợ, giúp cho người kia vững chãi để đủ niềm tin, để vực cái nghị lực dậy để mà sống. Đây cũng là một sự bố thí. Chúng ta an ủi, chúng ta động viên, chúng ta vỗ về để cho người kia được sống vui, sống khỏe, sống không hoảng hốt, sống không lo sầu, sống không bị stress, sống không bị bế tắc, không bị tuyệt vọng. Mà chính những sự động viên an ủi của người của mình, người ta được như sống lại lần thứ hai. Đó là cái công hạnh bố thí. Và thưa đại chúng, bố thí tài vật, có thể có gạo, mì, đường, dầu, bột ngọt gì đó không biết, nhưng trong tất cả mọi sự bố thí, sự có mặt của mình bên cạnh người kia, đó cũng là một cái phép bố thí, phải không? Khi một người đau khổ, một người bệnh, một người đang gặp khó khăn, một người đang bị stress, mình chỉ cần ngồi kế bên người kia thôi, chỉ cần nắm lấy tay người kia thôi, không cần nói gì hết. Hít vào, thở ra, tôi biết bạn đang bệnh. Hít vào, thở ra, tôi biết bạn đang khó khăn. Hít vào, thở ra, tôi biết bạn đang tuyệt vọng. Đem cái năng lượng bình an này truyền đến người kia, đó đã là bố thí rồi. Chúng ta chỉ cần đóng cái vai của Bồ Tát Quan Âm, ngồi im để cho người kia nói, người kia trút cái nỗi khổ ra, chúng ta không phán xét, không phản ứng, không có nhận định, không có truy xét, chỉ cần ngồi im để cho người kia tâm sự, người kia chia sẻ thôi. Và họ trút được cái nỗi sầu, họ trút được nỗi lo, đó là ta cũng đã vô ý thí cho người kia rồi. Mà cái công hạnh này nó rất là màu nhiệm. Chúng ta mang tiếng là mình đi từ thiện, giúp cho chỗ này bị thiên tai, giúp cho chỗ kia bị bão lũ, giúp cho chỗ này bị hỏa hoạn. Vậy mà về nhà, ông chồng nói cái hai câu, cái là mình đóng chặt trái tim của mình lại, không thèm mở lòng ra. Đi tụng kinh mỗi ngày, vậy mà cô vợ nóng giận lên một chút là chúng ta đóng sầm cái trái tim của mình và không hề mở được con tim ra để chia sẻ nỗi sầu nỗi khổ của những người thân mình nhất. Tại sao ngày xưa yêu nhau thì mở rộng trái tim ra, vậy mà bây giờ về với nhau rồi đóng sầm trái tim lại? Ngày xưa ở xa xôi vậy mà sao thấy gần gũi quá, bây giờ ở cùng nhà mà sao thấy xa xôi quá, phải không? Bởi vì chúng ta đã đóng sầm con tim mình lại và không có khả năng để tiếp nhận người kia. Có nghĩa là ta không có mở trái tim từ bi để chúng ta bố thí, chúng ta chia sẻ. Về nhà, mỗi Phật tử hãy thực tập điều đó. Hãy đem niềm vui, hãy đem hạnh phúc, hãy đem bình an đến cho gia đình mình, đến cho những người xung quanh mình. Tất nhiên, mình có kiến thức, mình có hiểu biết, mình chia sẻ, động viên cho người kia bớt sợ hãi, bớt thấp thỏm, bớt lo âu, phải rồi. Mình có gạo, có mì, có đường, mình cho người cũng được. Và mình nguyện sau này mình sẽ hiến tạng của mình cho y khoa cũng được. Nhưng mà ngay giây phút bây giờ và ở đây, mình có thể tu tập được hạnh bố thí không? Mình gặp một người bạn của mình, gặp những người thân của mình, có thể bố thí được không? Được. Bố thí cái gì? Hãy nở một nụ cười cho thật tươi, hiến tặng cho một ai đó, đó là chúng ta đang bố thí. Hãy nhìn một ánh mắt bằng niềm tin
bằng hiểu biết, bằng thương yêu, một ánh mắt đầy trong sáng, một ánh mắt đầy tin tưởng. Đó là chúng ta bố thí. Hãy nắm lấy bàn tay của người mình thương, hãy lấy cái bàn tay của những người trân quý trong nhà mình cầm tay. Đó là chúng ta đang thực hiện công hạnh bố thí. Đâu phải chờ có cái gì mới gọi là bố thí. Cặp mắt hiểu biết và thương yêu, nụ cười hoan hỷ và sống luôn luôn tha thứ bao dung, đó là những cái pháp bố thí hữu hiệu nhất. Hãy thực tập điều đó sẽ có kết quả. Và quý vị có đặt ra là tại sao mỗi người ở trên đời này có những người đều thực hiện công hạnh bố thí nhưng mà quả báo đến với nhau là không giống nhau? Đúng rồi, nó không giống nhau thì đúng. Bởi vì ta biết được rằng là khi một người thực hiện công hạnh bố thí thì tâm người đó khởi lên như thế nào, nó sẽ chiêu cảm. Với một người đi làm từ thiện nhưng mà cái tâm này đó là muốn tôi có được cái danh, tôi muốn được mọi người biết đến, thì cái quả sẽ là mọi người biết đến, sẽ là có được cái danh. Nhưng mà rồi một khoảnh khắc, một thời gian thì nó hết. Mình muốn danh thì mọi người biết danh, nhưng mà cái danh thơm hay danh chưa thơm, hay là háo danh của mình thì người ta cũng biết luôn. Hoặc là mình muốn lợi, mình cho cái này để sau này mình mong được đền đáp thì chắc chắn sẽ được đền đáp, nhưng mà nó hết. Chúng ta phải hiểu một cách thực tế là ai muốn bỏ hạt lúa xuống cũng muốn cho mình có được một bùa lúa hết đó. Ai trồng cây cam cũng muốn cho mình có được một tạ cam, một tấn cam. Điều này rất bình thường. Như một tấn gạo kia mình xài sẽ hết, một tấn cam này mình xài sẽ hết, phải không? Bây giờ mình nghĩ rằng là tôi trồng cái thửa ruộng này, tôi mong tôi có một tấn lúa, tôi có 10 tấn lúa, tôi đủ xài, và nếu những người nghèo khổ tôi có thể chia sẻ. Một trái cam nhà tôi nếu ai hái tôi có thể chia sẻ. Mình làm không vì mình mà vì tất cả mọi người, có nghĩa là tâm mình nó đang được nhân rộng, nhân rộng, nhân rộng và nhân rộng ra. Nếu mình chỉ chăm bẩm cho tâm thân của mình á, mình sống vì mình á, thì đâu có ai vì mình đâu, chỉ có mình vì mình thôi. Còn nếu mình vì người thì người sẽ vì mình, phải không? Mình sống vì người thì người sẽ vì mình. Còn mình sống vì mình á, thì thôi mình tự lo liệu mình đi. Cái điều đó nó rất là bình thường. Bây giờ mình sống vì làng xóm thì làng xóm sẽ vì mình. Mình sống vì cái thành phố này thì thành phố này sẽ vì mình. Mình sống vì đất nước này sẽ vì mình. Và cái tâm tự bi của mình nó cứ nhân rộng ra, nhân rộng ra, nhân rộng ra, thì cả thế giới này cũng có hòa bình, có thể hòa bình được đến với mình. Tâm của chúng ta là nó vô lượng, mà Đức Phật gọi là vô lượng tâm. Bốn cái tâm vô lượng đó là gì quý vị? Từ, bi, hỷ, xả. Đây là bốn cái tài sản lớn ở trong lòng mình. Hãy tận dụng tối đa và hay khai thác và mở rộng cái từ bi hỷ xả trong lòng mình ra. Nếu mình sống như vậy đó, mình thương tất cả mọi loài mọi người, mình giúp tất cả mọi người, đi đâu cũng là thân bằng quyến thuộc của mình, đi đâu cũng là người thân của mình, cho nên đi đâu mình cũng hạnh phúc, đi đâu mình cũng bình an, đi đâu cũng thấy là được người ta welcome mình. Và ngược lại, mình sống vì mình không vì ai, đi đâu cũng thấp thỏm, đi đâu cũng lo âu, nhìn cái mặt cái bà kia, chắc bà đang sầm xì cái gì, nói xấu mình gì đây, nhìn cái ông kia, chắc là ông đang chăm bẩm gì mình đây. Bởi vì mình thiếu tình thương với mọi người xung quanh, cho nên mình nhìn đâu mình cũng thấy nghi ngờ. Tự nhiên cái bà kia bà nhìn cái túi sách mình, mình có sách kệ mình chứ ai nhìn. Mà tại vì mình hẹp hòi cho nên mình cứ sợ người ta nhìn. Còn nếu mình trải cái tâm từ bi lớn ra, mình sẽ đón nhận được tình thương lớn. Quý vị hãy cho hạnh phúc để đón nhận hạnh phúc. Hãy cho tình thương
để ta có được tình thương. Và hãy cho những nụ cười tốt đẹp, ta sẽ đón nhận những nụ cười tốt đẹp. Ta cho cái gì, ta sẽ đón nhận lại cái đó. Ta cho những lời trách móc, thì ta được cái gì? Đòi nụ cười à? Không được. Cho sự giận dữ, cho sự hận thù, cho sự cay cú, mà cứ đòi người ta tha thứ rồi bao dung rồi người ta thương mình. Không được. Ta cho cái gì, ta sẽ nhận lại cái đó. Và tâm ta càng bao dung, ta sẽ được đáp lại bằng một sự rộng lớn. Hãy tu như vậy, hãy thực tập như vậy, sẽ có kết quả. Chánh niệm là gì? Và trong cuộc sống bận rộn, chúng ta sống như thế nào để có được chánh niệm, phải không ạ? Thưa hội chúng, chánh niệm là trái tim của công phu tu tập. Cho dù chúng ta hành trì theo đường hướng nào, pháp môn nào, mà thiếu chánh niệm thì cũng khó mà có được kết quả. Chánh niệm nằm bàn bạc trong các kinh văn và trong các cái đề mục tu tập. 37 phẩm trợ đạo mà thầy dẫn chương trình vừa nêu, thánh đạo tám ngành, thì trong đó có chánh niệm. Thất giác chi thì trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định xả cũng có niệm. Trong năm căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng có niệm. Trong năm lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực cũng có niệm. Trong bốn niệm xứ là quán chiếu về thân, về các cảm thọ, về tâm và về pháp, cũng có đề cập đến chánh niệm để hướng dẫn đến phương pháp tu tập. Trong hệ thống kinh điển Nikaya, đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến nhiều hai từ chánh niệm. Ta có thể tìm thấy trong kinh Niệm Thân Hành, ta có thể tìm thấy trong kinh Đại Niệm Xứ, trong kinh Bốn Phép Quán Niệm, hay là kinh Quán Niệm Hơi Thở, mà Đức Phật nêu rất là cụ thể. Này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh chúng sinh, vượt thoát sầu não, diệt trừ khổ ưu, thanh tịnh chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Hành giả quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, dứt trừ các tham ưu ở đời. Con đường duy nhất để đạt được thánh quả đó là con đường tứ niệm xứ. Mà cốt lõi của sự quán niệm này là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là gì? Trước khi đề cập đến chánh niệm thì chúng ta sẽ lướt qua những cái không phải chánh niệm. Ví dụ như là hôm nay mình lên chùa Hằng Pháp tu, đột nhiên mình gặp lại một cô bạn ngày xưa ở dưới quê. Ngày xưa mình đã từng ở chung làng, chung xóm với nhau, cùng bê cái nồi chè đến chùa cúng, hay là bán một cái rổ ổi gì đó ngoài chợ. Mấy mươi năm rồi, tự nhiên cái mình gặp nhau, cái mình nhớ lại, à cái cô đó hồi đó như vậy, như vậy, như vậy. Cái này là ức niệm. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ.
Và ức niệm có nghĩa là mình lục lại trong cái hồi ức của mình, trong cái bộ nhớ của mình, hình ảnh của một con người năm xưa. Đầu óc mình nó quay cuồng, nó suy nghĩ lung tung lang tang, nó không có định hướng. Hết cái này đến cái này, hết cái này đến cái này. Cái đó là cái gì? Đó là tạp niệm. Tạp niệm là nhớ lung tung lang tang, gọi là rối loạn tâm hồn. Rồi bây giờ mình nghĩ những cái chuyện như là nhậu như thế nào để thắng được người ta, đánh bài như thế nào để thắng được cái anh chàng đó, hoặc là mình kinh doanh một cách mà luồn lách thế nào để có được kết quả. Cái này là cái gì? Cái này là tà niệm, là nhớ nghĩ những cái sai trái, những cái không đúng, những cái không phù hợp. Rồi còn một cái nữa, một cái mà nó không có thật, mà mình tự hình dung ở trong đầu, mình nhớ nghĩ về nó, mình tự tạo nên một cái hình ảnh gì đó ở trong đầu mình. Có một chú tiểu làm thị giả cho thầy của mình. Chú đứng đằng sau, chú cầm cái quạt, chú phê phẩy, chú quạt thầy mình. Nhưng mà đầu chú bắt đầu vọng tưởng, đến một lúc nào đó mình sẽ làm ông hòa thượng, mình sẽ dạy dỗ đệ tử như thế này, thế này, thế này. Chú mường tượng ra chú trụ trì một ngôi chùa, chú tiếp nhận đệ tử, rồi đệ tử nó hư, đệ tử nó ngủ, nó không tu tập. Thì chú bây giờ chú đóng vai trò ông thầy mà, chú bực quá, chú đánh người đệ tử. Thì trong lúc đó chú gõ lên đầu của ông hòa thượng của mình. Ông hòa thượng nói, cái gì vậy con? Người đệ tử chỉ biết nói một câu, con sám hối thôi. Thì lúc bây giờ ông chỉ sống trong một cái ảo giác, tự tạo nên một hình ảnh mà nó không từng có. Cái nào gọi là vọng niệm. Vọng là ảo tưởng, là tự tạo nên. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chúng ta có ức niệm, chúng ta có tạp niệm, chúng ta có vọng niệm, rồi chúng ta có tà niệm. Rất nhiều cái không phù hợp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta có một pháp môn, đó là gì? Đó chính là chánh niệm. Chữ Trung Hoa đó, nó viết cái chữ niệm cũng rất là hay. Ở trên đó là chữ kim, kim là chữ ngày, ở dưới là chữ tâm. Có nghĩa là cái tâm phải nhớ ngay cái khoảnh khắc hiện tại. Kim có nghĩa là bây giờ. Kim nhật là ngày hôm nay. Chánh là gì? Chánh là ngay thẳng. Chánh là trơn chất. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu chánh là trọn vẹn, là viên mãn, là đầy đủ. Vậy thì chánh niệm là nhớ nghĩ những gì viên mãn, trọn vẹn, ngay thẳng. Cái đó là chánh niệm. Mà một trong những yếu tố đầu tiên chúng ta sống có chánh niệm là ý thức sự có mặt của mình ngay bây giờ và ở đây. Mình ý thức được rằng là mình đang có mặt bây giờ và ở đây. Mà cái này trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật gọi là quán thân trinh thân. Thế thì làm sao để xác định được mình có mặt ngay bây giờ và ở đây? Hơi thở mình là một đối tượng của thân. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Có nghĩa là ý thức sự hiện hữu của mình. Và khi mình quán sâu vào cái thân của mình, rồi mình sẽ thấy được sự có mặt của mình trong môi trường xung quanh. Những người đang ngồi với mình, cùng chung sống với mình trong một cái hòa điệu. Quý Phật tử đang ngồi, nhưng mà đừng quá say sưa nghe ông thầy nói rồi tự nhiên cái quên mình. Xin hãy quay về với hơi thở. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Hít vào, tôi biết thầy Trí Chân đang nói. Thở ra, tôi biết tôi đang nghe thầy Trí Chân nói. Như vậy là sống có chánh niệm. Còn một cái nữa mà hồi nãy tôi chưa nhắc là cái gì? Đang ngồi ở đây, nhưng mà tư tưởng mình bay nhảy ra khỏi chùa Hoằng Pháp, bay nhảy về Cần Thơ, bay nhảy ra Hà Nội, bay nhảy ra ngoài Huế. Cái đó gọi là thất niệm.
đánh mất đi cái sự nhớ nghĩ, sự chú tâm của mình ngay trong giây phút hiện tại. Ngồi đây nhưng mà không có nghe, thân cái mặt ở đây nhưng mà tâm đi ở nơi khác rồi. Sống có chánh niệm là hãy đưa tâm quay về với thân, và thân tâm hiệp nhất ngay bây giờ và ở đây. Khi ngồi mình ý thức mình đang ngồi, khi đi mình ý thức mình đi, khi co tay duỗi tay, khi đi tới đi lui, khi thức khi ngủ, khi nói khi cười, mình ý thức một cách sâu sắc thân của mình như thế, hoạt động như thế, hành vi cử chỉ như thế. Cái đó là sống có chánh niệm. Và khi mà quán sâu vào trong hơi thở rồi, quý vị sẽ thấy điều gì xảy ra? Quý vị thấy rằng là nhờ hơi thở mà ta có sự sống, phải không? Hít vào, ta biết ta đang có mặt. Hít vào, ta biết ta đang sống. Mà sự sống thì nó là con đường một chiều. Nó đi, nó đi, nó đi, nó không bao giờ trở lại. Cho nên mỗi khoảnh khắc đi qua, đời sống rất màu nhiệm. Mỗi khoảnh khắc đi qua, đời sống vô cùng quý giá. Chúng ta hãy sống cho thật sâu sắc, đừng để bỏ phí bất cứ một giây một phút nào của cuộc đời. Chúng ta đừng sống một cách vất vưởng, đừng sống một cách lao sao một đời để rồi quay lại, đến chừng nhìn lại cuộc đời ta, cái gì có cho mình? Những năm tháng uổng phí đã đi qua. Vì vậy hãy sống cho thật sâu sắc mỗi khoảnh khắc, mỗi hơi thở, mỗi phút, mỗi giây. Sống như vậy là sống trọn vẹn. Người sống có chánh niệm, cuộc đời vô cùng ý nghĩa, cuộc đời vô cùng có giá trị. Nếu mỗi ngày ta sống trong hơi thở, ta sống có ý thức, mai mốt ta nhắm mắt, ta cũng nhắm mắt có ý thức, và ngay khi ta chết, ta cũng chết trong chánh niệm. Người biết sống có chánh niệm, mai mốt người đó sẽ chết có chánh niệm. Hãy ý thức mình trong khoảnh khắc của phút giây hiện tại, bây giờ và ở đây. Đi sâu vào trong đời sống chánh niệm thì quán lại tâm thân của mình. Ở trong thân có tóc, có răng, có móng, có xương, có tủy, có tim, có gan, có phèo, có phổi như thế nào. Cái đó nó thuộc về cái tuệ quán. Nhưng mà đây tôi chỉ nói một cái lớp bề mặt bên ngoài để quý vị hình dung là: thứ nhất, ý thức sự có mặt của mình trong phút giây hiện tại, và ý thức mỗi hơi thở, mỗi bước chân mình đi là vô cùng có giá trị và vô cùng có ý nghĩa. Đó là sống có chánh niệm. Còn nếu mình ngồi đây, mình lo ảo tưởng một cái gì đó nó không thực, cái đó là vọng niệm. Mình lo mình nhớ những chuyện quá khứ, mình hồi ức về cái chuyện tương lai, hoặc là mình nghĩ những chuyện lăng xăng không đâu vào đâu, hoặc là mình nhớ đến những cái không phù hợp với chánh pháp. Mà từ sáng đến tối, dường như mỗi chúng ta ức niệm, rồi tà niệm, rồi thất niệm, rồi vọng niệm, vân vân, nhiều lắm, phải không? Bây giờ chúng ta tu chánh niệm như thế nào đây? Cái chuyện mình gặp một cái cô bạn mấy mươi năm trước và chúng ta hồi ức lại, là chuyện đó là hiển nhiên. Cái đó gọi là ức niệm. Nhưng mà trong cái ức niệm đó, mình trùm lên một cái ý thức và mình thắp sáng lên một cái ngọn đèn tỉnh thức. Hít vào, thở ra, tôi ý thức được rằng tôi đang có ức niệm, tôi đang nhớ về cô bạn năm xưa. Như vậy là chánh niệm xuất hiện. Quý vị có hình dung không? Mình đang ngồi ở đây, nhưng mà mình nhớ câu chuyện ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, ở dưới Cần Thơ, Sóc Trăng. Có nghĩa là cái tâm mình nó đang phóng đi rồi. Nhưng mà tôi ý thức được rằng tâm của tôi đang phóng đi ra ngoài. Có nghĩa là có chánh niệm rồi. Suy nghĩ của con người mình không có làm sao mình ngăn được, nhưng mình luôn luôn ý thức về suy nghĩ, ý thức về cái tư duy của mình. Mình thắp cái ngọn đèn chánh niệm ngay khi cái suy nghĩ của mình.
Khi niệm Phật, mình ý thức được rằng mình đang niệm Phật. Khi mà tụng kinh, mình ý thức được mình đang tụng kinh. Như vậy là niệm Phật có chánh niệm, tụng kinh có chánh niệm. Ngay khi mình nghĩ những cái xấu, cái tệ, cái dở, nhưng mà mình thắp ngọn đèn tỉnh thức, hít vào, thở ra, tâm tôi đang suy nghĩ những cái xấu, tâm tôi đang suy nghĩ những cái dở, có nghĩa là chánh niệm có mặt cho mình rồi. Còn cái suy nghĩ của mình có thể nó đi vào con đường chánh, có thể đi vào con đường tà, nhưng mà thắp sáng cái ngọn đèn tỉnh thức để nắm rõ, biết rõ được tư duy của mình đang nghĩ gì và đang đi đâu. Như vậy là chánh niệm. Nói một cách khác là chúng ta chỉ nhận diện đơn thuần tư duy của mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì và đang nhớ về cái gì. Thì bây giờ chánh niệm có mặt. Còn nếu mình không làm chủ được cái tâm của mình để cho cái tâm mình nó đi chỗ này, nó suy nghĩ chỗ kia mà mình không có làm chủ được, cái đó là thất niệm. Còn mình không có đưa cái tâm quay về với cái thân của mình thì cái đó là thiếu chánh niệm. Cho nên chánh niệm là đưa tâm quay về với thân, ý thức sự có mặt của mình trong giây phút hiện tại. Thân là căn nhà, tâm là ông chủ. Căn nhà là phải có ông chủ. Ông chủ mà không có ở nhà thì kẻ khác lẻn vào. Mà kẻ khác là những kẻ nào? Là những cái không phải thuộc về mình. Những cái sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp nó đi vào trong mình. Rồi có những cái tồi tệ nó đi vào trong mình. Nếu mà ông chủ có ở nhà thì ông chủ biết được rằng là căn nhà này nó bẩn, mình quét. Căn nhà này nó dơ, mình dọn. Còn nếu mà không có ông chủ thì sao? Một ngày không nói chứ hai ngày, ba ngày có bụi, có rác, rắn rết nó vô, rồi người này người kia vô ở trong đó luôn không biết chừng. Có nghĩa là khi mà thân của ta mà đánh mất cái tâm rồi thì chúng ta không còn ý thức về mình nữa, không tự chủ được mình nữa. Cho nên những cái nghiệp chướng, những cái phiền não, những cái tham sân si bắt đầu khởi lên. Còn sống có chánh niệm, mỗi khoảnh khắc, mỗi giây, mỗi phút, tức là ta đang ý thức về mình và ta đang thấy được rằng là có thân ta đây, ta đang sống ngay bây giờ và ở đây, tức là ta làm chủ được mình. Mà chính là những khoảnh khắc mà ta đưa tâm quay về với thân á, nó tạo ra được một cái định lực. Mà trong mỗi con người nó có một cái định lực đó, nó tạo ra một cái lực lớn cho chúng ta. Cũng là một con người, nhưng mà tại sao con người bình tĩnh, con người khoan thai, con người sống có định lực, cũng là một con người, mà sao con người gọi như là đụng một cái là hốt hoảng, đụng một cái kia xỉu, đụng một cái là tái mặt tái mày. Bởi vì cái đó nó nói lên cái định lực của mỗi con người. Nếu như chúng ta sống trong mỗi phút mỗi giây có chánh niệm thì những khó khăn ập đến, ta có định lực, ta biết mỉm cười, ta biết xử lý. Những phiền não, những khổ đau, những bế tắc ập đến, ta đủ định lực để ta hóa giải, để ta tìm ra một cái giải pháp. Còn nếu mà thiếu chánh niệm, khi khó khăn đến, hốt hoảng, sầu não, khổ đau, bức tốc, đập ngực, đòi tự tử. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta những điều hết sức bình dị nhưng mà vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Chỉ cần chánh niệm trong mỗi bước chân đi, chỉ cần chánh niệm trong lời nói, chánh niệm trong hành vi, trong cư chỉ, mình sẽ soi xét được tất cả những hành vi cử chỉ của mình. Từ đó những điều thiện nó dễ phát sinh và những điều ác nó dễ ngăn chặn, và đạo lực của chúng ta phát sinh từ đó. Và nếu phiền não khởi lên, ta đủ có cái vốn để ta đem ra ta xử lý. Điều thứ hai, hồi nãy quý vị nói là sống trong cuộc sống bận rộn này
làm sao để có chánh niệm, phải không? Làm sao để có ý thức. Xin thưa quý vị, bận rộn, bận rộn đến cỡ nào? Giờ tôi muốn hỏi là quý vị có thời gian để mình thở không? Có thời gian để đi rửa cái mặt mình không? Có thời gian để đi vệ sinh không? Có thời gian để ăn một bát cơm không? Có thời gian thậm chí là thức khuya dậy sớm nhưng mà có được vài tiếng đồng hồ để ngủ không? Khi thở, mình ý thức mình thở. Khi rửa mặt, mình ý thức mình rửa mặt. Khi bước chân đi, mình ý thức mình bước chân đi. Và khi nằm xuống, mình ý thức mình nằm xuống. Như vậy là sống có chánh niệm rồi. Như vậy là mình tu rồi. Chúng ta thường tách bạch cái tu với cái đời sống hàng ngày. Như thế nào là tu? Rửa mặt, mặc áo tràng, lên chùa ngồi tụng kinh, lên chùa niệm Phật, cái đó là tu. Hết thời khóa, cái áo tràng rời khỏi thân, coi như là hết tu. Phải không? Cái đó không phải. Cái đó là một cái lớp bề mặt của sự tu thôi. Chúng ta đi thêm một lớp nữa. Tu không phải chỉ là mặc chiếc áo, rửa cái mặt, lên tụng một thời kinh hay là niệm ba tràng chuỗi. Mà tu, ngay từ lúc nghe chuông thỉnh, hít vào, thở ra, tiếng gọi của Đức Thế Tôn đang gọi mình. Đứng dậy, bước chân đi, bước, bước, bước. Tôi đang bước bằng bước chân của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang cùng đi với tôi. Vô nhà rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt. Tôi đang làm cho diện mạo mình trở nên trong sáng. Tôi làm cho diện mạo mình trở nên đẹp đẽ bằng tất cả chất liệu của giáo pháp. Đi vô nhà vệ sinh, tôi đang loại trừ những cái phiền não, những nghiệp chướng ra để tôi đi lên cảnh giới thanh tịnh. Và mặc chiếc áo tràng, tôi đang mặc chiếc áo của Đức Như Lai, chiếc áo của nhẫn nhục, của Như Hòa, của lòng từ bi. Tôi ngồi xuống, tôi ngồi ngay cái vị trí ngồi của Đức Thế Tôn. Ngày xưa Ngài đã ngồi thẳng như thế, và bây giờ tôi ngồi như thế. Tôi ngồi bằng cái lưng của Đức Thế Tôn, và có hoa sen đang nâng đỡ tôi. Và nhìn pháp hội xung quanh, tôi đang ở trong căn nhà của Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư đang ngồi ở kia, và đây là những chúng hội đệ tử của Ngài. Và tôi may mắn có được ở trong chúng hội này. Hãy sống như vậy, hãy bước chân đi như vậy, hãy hít thở như vậy, và hãy nhìn thấy cặp mắt tinh khôi, ta sẽ thấy được cái pháp hội Linh Sơn, và ta đang tu từng khoảnh khắc, từng mỗi phút giây. Bây giờ mình đi tu thêm một cái lớp thứ ba nữa, mình đi sâu thêm một lớp nữa, rời khỏi chùa Hoằng Pháp, bước về nhà, gặp chồng, cau có, bực bội, tức tối, phải không? Hít vào, thở ra, tôi ý thức được ông xã tôi đang cau có, và trách nhiệm của tôi là phải nở một nụ cười để hiến tặng cho ông xã. Giống như ông xã đang khát nước thì tôi dâng tặng cho một ly nước. Mặt ông xã cau có quá thì bản thân tôi phải có một nụ hoa, một nụ cười để hiến tặng cho ông xã. Và nếu mình ông chồng ông hét lên, ông la lên, thì mình hãy quán chiếu được rằng là sự bực bội, sự tức tối của ông chồng đang vung vãi ra ngoài, chẳng khác nào như là một xô nước mà xốc xốc thì nó tràn ra ngoài. Tiếc là cái xô nước này là xô nước cấu, xô nước bẩn, cho nên nó vung vãi ra ngoài, trong đó có vung vãi đến mình. Mình hít vào, thở ra, tôi thấy tôi thương ông xã, tôi thấy tôi quý ông xã, bởi vì những cái bực bội, những cái cấu có mà chưa hóa giải được. Mình hãy tu tập như thế nào để mà có được một năng lượng tốt, để mình có khả năng hóa giải với những người xung quanh. Hãy đem đến một cái sự tươi mát cho những người xung quanh. Gặp đứa con mình nó hư, nó đốn thì mình cũng vậy. Mình cũng nhận thức rõ rằng là
tuổi trẻ, nó bồng bột, rồi nó nhận thức chưa tới, nó ham chơi, cho nên nó dẫn đến việc như vậy. Hãy hít vào, thở ra, dùng những lời nói ái ngữ để chia sẻ cho chồng mình, cho con mình. Đi tu làm sao á mà mình là một đóa hoa, đi tu làm sao mà mình là một cái hồ nước mát mẻ, về nhà làm cho cả nhà mát mẻ, đi ra ngoài chợ làm cho cả nhà, cả chợ mát mẻ. Đó là chúng ta tu có kết quả. Tu trong hành vi, trong cử chỉ, trong lời nói của mình. Và khi quý vị có một cái bước chân ý thức, khi quý vị có một hành sự có ý thức, quý vị đẹp lắm. Nhìn quý vị rất là dễ thương, nhìn quý vị rất là đẹp. Mặc một chiếc áo đẹp chưa đủ, cho dù chúng ta có trang điểm cái mặt chúng ta cỡ nào, nhưng mà khi mà câu có bực bội tức tối rồi đó, thì cái lớp kia nó có che đậy được không? Không che đậy được. Cho nên cái đẹp từ bên trong đẹp ra, cái đẹp của phẩm chất, cái đẹp của sự tu hành. Cho nên mỗi bước chân đi có chánh niệm, mỗi hành sự có chánh niệm, thì nó sẽ toát ra một cái đạo phong. Mà không phải chỉ có người cạo đầu mặc áo vàng mới có đâu, mà ngay bản thân quý vị có thể thực tập được. Sống chánh niệm như vậy, chúng ta sẽ có lợi lạc cho mình, cho gia đình và cho những người xung quanh. Mình làm chủ được mình làm ý thức được mình, cho nên những cái lời nói khó chịu, những hành động khó chịu không lôi kéo được mình, không gạt gẫm được mình. Sở dĩ mà người ta mắng qua mình chửi lại, người ta săn tay mình săn chân, là bởi vì mình không làm chủ được mình bị lôi cuốn vào người ta. Và bởi vì cái đạo lực của mình chưa đủ tỏa sáng. Còn nếu mà mình thực tập đủ đạo lực rồi, quý vị sẽ thảnh thơi buổi sáng, thảnh thơi buổi trưa, thảnh thơi buổi chiều, thảnh thơi buổi tối. Cho dù là chúng ta có bận rộn cỡ nào, nhưng mà chúng ta vẫn thảnh thơi trong sự bận rộn. Chúng ta làm việc trong sự thảnh thơi đó. Chánh niệm là một cái nếp sống mà tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục, y tế, xã hội, doanh nhân, tất cả đều phải thực tập. Quý vị bận bằng ông Bill Clinton không? Ông cựu tổng thống Mỹ đó, chánh niệm là một nếp sống của ông ấy. Quý vị có bận bằng ông Steve Jobs không? Nhưng mà nghe nói Steve Jobs chắc quý vị không hiểu ai. Nhưng mà nói một cái là ông này là sáng lập ra cái chiếc điện thoại iPhone, chiếc táo cắn dở. Cả thế giới đều bỏ sản phẩm của ông trong túi. Nhưng mà nhờ sống chánh niệm, nhờ sống có ý thức như vậy đó, mà ông ta có cuộc đời thảnh thơi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta dù có bận rộn cỡ nào, nhưng mà mình vẫn thổi được cái ý thức của mình trong nếp sống hàng ngày. Khi đứng, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi hít vào, khi thở ra, khi thức, khi ngủ, khi nói, khi cười, khi tiếp xúc, khi giao tế, đều ý thức sự có mặt của mình. Tâm của mình nó có những cái cảm thọ như là buồn, như là khổ, như là vui, như là sướng. Mình ý thức một cách rõ biết như vậy. Tâm mình có tham, có sân, có si, mình ý thức rõ biết như vậy. Tâm mình vô tham, vô sân, vô si, ý thức một cách rõ biết như vậy. Trong tâm của mình có được những chất liệu của giáo pháp. Mình hiểu được thánh đạo tám ngành, mình hiểu được bốn chân lý màu nhiệm, mình hiểu được năm cái triền cái, mình hiểu được sáu cái ngoại xứ, những cái pháp tu căn bản, và mình ý thức rõ biết như vậy, có nghĩa là chúng ta sống có chánh niệm. Còn nếu như mình cứ ảo tưởng về quá khứ, mình ảo tưởng về tương lai, mình sống trong vọng niệm. Thân đang ngồi đây mà tâm lại đi ở chỗ khác, thất niệm. Cũng ngồi đó nhưng mà suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện bâng quơ không có lợi lạc,
tạp niệm, nghĩ những cái xấu, cái dở, cái gây tổn hại cho mình, cho người, tà niệm. Tất cả những cái đó đều có xảy ra trong mỗi con người. Nhưng hãy ý thức về tư duy của mình, ý thức về thân, về thâm, thì lúc bây giờ chánh niệm xuất hiện. Và khi chánh niệm đã xuất hiện 1 phút, 2 phút, 3 phút, thì chính cái chánh niệm đó nó đưa cái tư duy của chúng ta về trong giây phút hiện tại. Và tất cả những diễn biến của thân, của tâm đều trở thành pháp môn tu. Bây giờ thầy Trí Chân nói là thầy đang buồn phải không? Bây giờ hít vào, thở ra, tôi biết tâm tôi đang buồn. Lấy cái đối tượng buồn làm cái pháp môn tu cho mình, để nhiếp tâm vào trong nó. Tôi đang khổ, tôi đang bực, tôi đang sân, tôi đang tức. Thì bây giờ sao? Hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang sân. Hít vào, thở ra, tôi biết cái cục tức nó đang ở trong lòng của tôi. Hít vào, thở ra, tôi biết được rằng là cục tức nó đánh thình thình ở trong ngực của tôi. Lấy cái cục tức đó làm đối tượng để nhiếp tâm. Tâm không tán loạn. Chúng ta chỉ cần quán chiếu 1 phút, 2 phút, 3 phút thì tự nhiên cục tức nó sẽ hết. Cục giận nó sẽ hết. Và vô hình trung nó là đối tượng để cho mình nhất tâm. Xưa nay quý vị thường được hiểu là niệm Phật là tu tập phải không? Tụng kinh là tu tập phải không? Bây giờ quý vị hiểu thêm một lớp nữa. Hãy quán chiếu về tấm thân này. Đó là pháp môn tu tập mầu nhiệm. Và hãy quán chiếu những cái sân, cái bực, cái tức diễn ra trong tâm của mình. Đó là pháp môn tu tập. Nếu chúng ta hiểu được như vậy và chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ có được kết quả trong cái nếp sống chánh niệm của người Phật tử.